Chắc hẳn mọi người ở đây đều đã từng một lần nghe qua về những điều cấm kỵ về mặt tâm linh để tránh gặp phải những chuyện xui xẻo. Chẳng hạn như không được mở ô trong nhà hay gọi tên nhau vào ban đêm, vân vân. Và đó cũng là chủ đề chính trong bộ phim Kinh dị Đài Loan mà hôm nay mình đem đến cho mọi người. Mỗi tập là một điều kiêng kỵ, tuyệt đối không được thực hiện để tránh rước họa vào thân. Điều đầu tiên, ăn trộm đồ cúng. Hôm nay là ngày rằm, người phụ nữ đưa hai đứa con đến bàn cúng trước nhà thắp hương. Một lạy tỏ lòng tôn kính với những người thân đã khuất, hai lạy để những cô hồn đi qua có một bữa cơm no. Sau khi thắp hương xong, người mẹ cũng nhắc các con không được nghịch linh tinh, sau đó vào trong nhà chuẩn bị thêm đồ. Mấy đứa trẻ đồng ý nhanh lắm, nhưng mẹ vừa đi một cái thì người anh đã không nhịn được mà cầm một gói bim bim lên. Người em thấy vậy bảo anh đừng ăn vụng, đây chưa phải đồ ăn của mình. Nhưng thằng anh thì có quan tâm đâu, bảo trên bàn vẫn còn nhiều mà, chắc chắn họ không để ý đâu. Màn đêm buông xuống, thằng anh như người mất hồn, cứ đứng nhìn con chim trong lòng. Lúc cậu ta định đưa tay lên bát thì mẹ đã bê cơm tối tới. Hôm nay có cơm cà ri mà hai đứa thích, chúng nó rất vui. Nhưng người mẹ dần dần nhận ra, thằng anh đã ăn mấy bát rồi nhưng vẫn không ngừng nhét cơm vào miệng. Cô lo cho sức khỏe của con nên giật lấy cái thìa, không ngờ nó bốc tay ăn luôn, bộ dạng như kiểu ma đói đầu thai. Người mẹ thấy thế liền giữ lấy tay con bảo đừng ăn nữa. Nhưng chuyện đâu kết thúc như vậy được. Tối đó, cô bị động tĩnh ở phòng khách làm tỉnh giấc. Cô tưởng nhà có trộm nên cầm gậy đi xung quanh kiểm tra, kết quả là thấy đồ ăn trong tủ lạnh vương vãi khắp nơi. Cùng lúc đó, phòng khách có tiếng động vang lên. Đợi đến lúc cô chạy qua xem thì nhìn thấy một cảnh tượng sởn gai ốc. Điều kiêng kỵ thứ hai, giặt đồ lúc nửa đêm. Câu chuyện xảy ra ở một ký túc xá nọ. Anh chàng vừa giặt quần áo xong, quay về phòng. Thế bạn cùng phòng vẫn đang chơi game, liền bảo cậu nhỏ tiếng thôi, mai mình thi nên cần ngủ sớm. Nhưng ngủ chưa được bao lâu, cậu cảm thấy cả người ngứa ngáy vô cùng. Không tài nào ngủ được nên cậu quyết định đi tắm. Treo xuống giường vẫn thấy bạn đang chơi game, thế nên cậu có mắng mấy câu. Nhưng cậu bạn kia đang say sưa nên cũng chả thèm để ý. Trên đường đi tắm, cậu nhìn thấy một cô gái đang xõa tóc. Quái lạ, 3 giờ sáng rồi còn có người giặt đồ. Đợi đến lúc cậu tắm xong, cô gái vẫn ở đó, đến cả động tác giặt cũng không thay đổi. Cậu lịch sự nên cũng không dám hỏi nhiều. Tưởng là tắm xong có thể ngủ ngon rồi, nhưng cả người còn ngứa hơn lúc nãy, khiến cậu không tài nào ngủ được, lại phải tới phòng tắm lần nữa. Cô gái giặt đồ vẫn ở đó, nhưng cậu cũng chả quan tâm nhiều, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Cố gắng làm đến khi trời sáng, cậu bảo với bạn cùng phòng rằng hôm qua không biết ăn chung thứ gì mà phải đi tắm cả tối. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ mơ màng đi tới nhà vệ sinh, trong đầu cứ nghĩ về chuyện kỳ lạ tối qua. Cậu nhìn về chỗ cô gái đã ngồi giặt đồ. Không nhẽ hôm qua chỉ là mơ. Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, đeo lens lên chuẩn bị đi thi. Kết quả, tiếp theo là điều kiêng kỵ thứ ba, huýt sáo. Chàng trai là một nhân viên siêu bất động sản. Hôm nay lại chốt được một đơn lớn nên tâm trạng cũng vui vẻ, thế là vừa đi vừa bắt đầu huýt sáo. Lúc cậu cúi xuống nhặt chìa khóa thì đằng sau lưng cũng có tiếng huýt sáo vang lên. Nghe tiếng vang thì đó chính là tiếng vừa nãy mình huýt mà. Cậu tưởng có ai đang trêu mình nên quay lại nhìn. Nửa đêm gặp chuyện như này ai mà chẳng sợ. Cậu bắt đầu bước nhanh hơn, nhưng cứ đi như vậy lại nghe thấy tiếng huýt sáo từ phía khác. Tiếp theo đó đã thành 3 tiếng huýt sáo. Cậu hơi sợ rồi, chạy nhanh về phía ô tô của mình. Kết quả trông thấy có một người đàn ông ngồi trong xe, trông giống y hệt mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi tới, dọa cậu sợ chết khiếp chỉ biết bỏ chạy. Cậu điên cuồng chạy vào cầu thang. Nhìn ra ngoài qua khe cửa, một cảnh tượng quỷ dị khiến cậu phải điếng người. Đó là một đám người giống y đúc cậu. Điều cấm kỵ thứ tư. Nhã Lệ nhận được thông báo từ công ty rằng phải tăng ca. Vốn dĩ đã khiến tâm trạng không vui rồi, lại còn dẫn phải một tờ tiền âm phủ vẫn chưa cháy hết. Cô chửi thề, tức giận ném tờ giấy vào chậu hóa vàng của bà lão. Bà lão nhìn cô không nói gì, nhưng lúc cô vừa rời đi thì sắc mặt bà ta liền trở nên vô cùng đáng sợ. Nhã Lệ tăng ca đến khuya, bỗng điện thoại reo lên. Là bảo vệ gọi điện đến, hỏi cô có cần đặt lại hệ thống an ninh không. Nhã Lệ nói không cần, khi nào tan ca cô sẽ tự đặt lại. Sau khi ngắt điện thoại, cô tiếp tục công việc. Cô có chút ngơ ngác,
không phải đã nói là không cần khóa rồi ư? Đợi cô tắt hệ thống rồi về lại bàn làm việc. Hệ thống lại lần nữa khởi động. Cô tức giận, liền gọi điện thoại hỏi bảo vệ. Xin chào bảo toàn ma. Xin chào. Ê, bảo vệ, tôi đã nói rằng tôi đã tự động bảo toàn. Các bạn đang làm ơn chứ? Chúng tôi không tự động bảo toàn. Chúng tôi luôn tự động bảo toàn, lại tự động bảo toàn. Sau khi tắt điện thoại, Nhã Lệ ngày càng sợ hãi vì luôn cảm giác có người đang theo dõi mình. Đồng thời lúc này, chiếc đèn đằng sau cũng không ngừng nhấp nháy. Không thể ở lâu thêm được nữa, cô liền thu dọn đồ đạc mau chóng về nhà. Kết quả, lúc ra tới cửa thì lại dẫm phải một tờ tiền âm phủ vẫn chưa cháy hết. Cô gái nói với bạn thân rằng 4 giờ sáng sớm mai cô sẽ cùng bạn trai đi du lịch. Cô bạn thân khuyên rằng vào tháng cô hồn thì nên hạn chế ra ngoài. Nhưng cô gái chỉ cười và nghĩ rằng bạn thân thật mê tín. Đến 4 giờ sáng, vì sợ tài xế phải đợi quá lâu nên cô nửa mơ nửa tỉnh đi vệ sinh cá nhân. Sau khi xuống lầu thì thấy xe đã đợi ở dưới cửa rồi. Cô gái chào người tài xế nhưng tài xế lại chẳng thèm đáp lời. Sau khi xe chạy được một đoạn, cô gái liền nhìn ra bên ngoài thì phát hiện bên ngoài không hề có một bóng người. Cô gái cảm thấy có chút kỳ lạ, mở điện thoại ra xem thì thấy mới chỉ 3 giờ hơn thôi. Chẳng nhẽ mình đặt sai giờ báo thức sao? Ngay sau đó, cô gái lập tức nhận ra được tình huống của mình lúc này. Nếu mình đặt nhầm thời gian, vậy người tài xế này là ai? Cô gái hoảng sợ gọi điện thoại cho bạn trai. Rõ ràng tín hiệu sóng rất mạnh, nhưng điện thoại lại không thể gọi đi được. Vào lúc cô gái đang hoảng loạn, người tài xế đột nhiên giật lấy chiếc điện thoại của cô. Sau một loạt tiếng hét đầy đau khổ của cô gái, chiếc xe lại lần nữa khởi hành, đi tìm nạn nhân tiếp theo. Khi thuê khách sạn, đừng bao giờ chọn căn phòng ở cuối hành lang, vì nơi đó ít người qua lại, âm khí rất nặng. Bất đắc dĩ, hai cô gái này phải chọn ở một căn phòng như vậy. Cô gái tóc dài dường như rất tin vào những chuyện tâm linh. Gõ cửa 3 cái trước khi vào phòng, làm ngã những đôi giày vì sợ người âm sẽ mang chúng. Cô bạn tóc ngắn cho rằng bạn mình chỉ đang làm quá lên mà thôi. Nói xong, cô cũng đi tắm trước. Gương đặt đối diện với giường cũng là một điều kiêng kỵ. Thấy vậy, cô gái tóc dài liền lấy một chiếc khăn để che đi cái gương. Vừa tranh thủ ngã lưng được một chút, nhưng cô có cảm giác như thể có ai đó đang thở hổn hển ngay bên tai mình. Hóa ra là tóc ngắn đã lấy cái khăn che gương đi. Đi đường cả ngày rồi, không đợi được nữa, tóc dài liền bước vào bồn tắm, định nằm một lúc cho thoải mái. Có lẽ vì quá thư giãn nên cô đã quên mất một điều tối kỵ, đó là phải xả hết nước trong bồn sau khi tắm xong. Nửa đêm, tóc ngắn tỉnh dậy thì không thấy tóc dài đâu. Bỗng có nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra trong nhà tắm. Cô từ từ bước sang đó kiểm tra.